chào tất cả các bạn. Thời gian trôi thật nhanh. Chị vẫn còn nhớ là mới ngày nào đây chị có ghi danh nhập học cho các bạn ở đây. Nhưng mà thấm thoát thì đã đến thời khắc các bạn tốt nghiệp rồi. Hôm nay là một cái cánh cửa sẽ mở ra cho tất cả những bạn đang ngồi dự lễ tốt nghiệp ở đây. Thì thay mặt phòng tuyển sinh, chị gửi lời chúc đến tất cả các bạn luôn tự tin, mạnh mẽ và sẽ thành công trên con đường sự nghiệp sắp tới của mình. Xin chào các bạn. Tôi xin chào các bạn. Chỉ còn ít phút nữa thôi, các bạn đã được xứng danh là một nhà thiết kế chuyên nghiệp thay vì là một sinh viên. Bạn đã lật sang một trang mới cho cuộc đời của mình sau một thời gian trau dồi kiến thức tại Arena Multimedia. Các bạn hãy mạnh mẽ lên và tự tin để hoàn thành tiếp những cái hoài bão mà các bạn luôn ấp ủ bấy lâu. Cô chúc các bạn có một đôi cánh thật khỏe, thật mạnh để tung lên, sải cánh trên con đường sắp tới, một con đường thật là thênh thang đang chào đón các bạn. Xin chào và chúc mừng các bạn nhé. Qua 2 năm rưỡi các em học tập với mái trường Arena, tôi đã đồng hành với các em trong một số môn học. Mong rằng những gì các em học được sẽ giúp các em thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Chào các em. Trúc ơi, mẹ nói Trúc nghe nè. Mẹ thấy con chọn cái ngành bên mỹ thuật á, mẹ lo lắm á. Nhưng mà thì cũng tùy theo nguyện vọng của con thôi. Bởi vì á, là mẹ thấy cái ngành này á, nếu cái thời của mẹ đó, thì đi học về thì người ta thường hay nói là họa sĩ, là họa sĩ nghèo, rồi hoặc là họa sĩ là khổ lắm. Nhưng mà điều bây giờ thì theo nguyện vọng của con đi, con thích cái nào con học cái đó, con đam mê thì con học nó mới có hiệu quả. Sau 2 năm học, con học ở trường Arena, mẹ thấy con trưởng thành nhiều rồi đó. Bây giờ là thấy con đó là vừa là ngoài cái chuyện con vẽ rồi này kia là cũng đã tương đối là ổn rồi. Con lại là ngoan ngoãn hơn nữa nha, chứ không phải học giỏi không mà lại là còn thêm ngoan ngoãn nữa đó. Mẹ thấy chắc là trong trường không, chắc mấy thầy cũng là quan tâm góp ý tụi con nhiều lắm phải không? Con hỏi mẹ mà nếu được chọn lại mẹ có đồng ý cho con đi học tiếp bên ngành này bên trường Arena nữa hay không hả? Thì mẹ trước giờ vậy rồi, mẹ sẵn sàng ủng hộ con. Nhưng mà mẹ khi mà con học bên trường Arena rồi thì mẹ thấy quá tốt rồi. Cho nên bây giờ mẹ hiểu nhiều hơn về cái ngành của con. Bây giờ là mẹ ủng hộ nhiều hơn so với lúc ban đầu. Bởi vì lúc ban đầu mẹ không có hiểu. Mẹ cứ thấy là cái ngành này là sợ con đói, con khổ, con mất thời gian nhiều. Nhưng mà bây giờ khi học rồi, mẹ thấy rồi. Rồi là thấy thành quả của con rồi. Cho nên là mẹ nếu mà chọn lại thì mẹ ok hơn, mẹ sẽ ủng hộ nhiều hơn. Các anh chị ơi, các anh chị không biết em là ai đâu, em cũng chẳng biết các anh chị đâu. Nhưng em hứa, tụi em hứa sẽ là đàn em thiệt là ngầu các anh chị. 1, 2, 3. Tạm biệt. Em chào các anh chị, vậy là các anh chị đã ra trường rồi. Em chúc các anh chị tự tin, thành công, quyết thắng. Bye bye. Arena sẽ mãi luôn là một gia đình lớn, mặc dù dẫu cho anh chị có đang học trong trường hay đã ra trường rồi. Với đàn em chúng em thì luôn mong muốn cho các anh chị sẽ mãi luôn cả hai những thành công trong cuộc sống, và sau này trong ngành nghề này chúng ta sẽ là những đồng nghiệp của nhau, và mong là sau này nếu bọn em có may mắn gặp được anh chị nào thì mong các chị sẽ giúp đỡ bọn em. Em và mọi người luôn chúc cho anh chị sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Chúc anh chị may mắn. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp. Chúc các chị thành công trong công việc, tự tin là